chả làm gì vậy. Này, so với cái bát độ của anh thấy thế nào? Không, bát độ thì nó là cái gì? Bát độ chỉ lấy măng ăn thôi chứ. Măng ăn mà lá của nó thì... Chẳng qua nó tiện này thì có vài lá chứ bát độ là lá có to đâu, nó có ấy được đâu. Đấy. Yeah, anh nhìn ra khu đằng kia. Đấy. Này đúng là phải hái được triệu, đôi triệu mới rồi. Vâng. Hái đi không nói muộn lắm, thấy thằng ấy nó bảo là... Nó mua đến tận tháng 12 anh ạ. Vẫn mua tận tháng 12 luôn, nhưng mà sau này thì lá nhỏ thì giá nó lại rẻ. Kia anh Quang đi xe ra đằng kia có búi bương giống của anh đấy. Nhưng mà cái đấy em mới trồng sau à. Đấy. Chăm thì khiếp rồi. Đỉnh đồi cao như này. Ông Lực ông bảo em là chị trồng như này mà được hái lá thì em đi đậu xuống đất. Em bảo thế cậu cứ trồng cái chuối dần đi. Cứ đi đi. Cho nó quen rồi. Trồng cái chuối dần đi cho nó quen đi. Em chăm được một là em có trâu nó phân cho, hai thật sự là bản chất con người là chịu thương chịu khó mà. Chịu thương chịu khó. Phong cách của em làm là nó ấy. Khác người đúng không? Đấy, cây trước mặt anh Minh đấy là cây bương đấy anh Quang ạ. Cây giống của anh đấy. Khác hẳn nhỉ. Khác người. Làm nó thật sự mình đấy. So với thằng Mai này thì nó sẽ không bằng thằng Mai này. Thế nhưng mà để mà nói thì nó cũng chuẩn đấy. Anh nhìn cái cành nó chi chít tu tủa là. Đấy, hôm em bảo chị Nguyệt là lấy cái loại này thì chị bảo chị không lấy cái loại này, lấy cái loại bương. Biết thằng Lòi nào, cứ nói tiền là hốt ngay. Tiền là hốt ngay. Đây bây giờ vườn nhà em có đây, nếu anh mà thích thì vườn nhà anh trồng phải được hàng nghìn gốc cái trời. Chả dám nói đâu, nhưng mà trồng được 20 gốc. 20 gốc ăn thua gì. Tiền đâu mà dòng. Đấy, anh nhìn này. Càng cây to thì lá lại càng to. Thì nó có lực. Chứ không như cái thằng bát độ mà không như thằng Giang. Thằng Giang mà cây to thì lá lại bé, nhưng mà riêng cây này cây càng to thì lá lại càng to. Lấy măng thôi, đây. Anh Quang ơi, anh nhìn chưa chi nó đã đấu đầu rồi kìa. Đấy. Nhưng mà anh nhìn xem, nó phải đến 6 mét chứ. Em cứ bảo là ở đất nhà em đây là nó không lên được ấy, thì em đem em trồng dày rồi, thế cuối cùng. Này vừa hôm qua em cắt cỏ ấy, chứ còn nếu mà không cắt cỏ thì nó còn úm hết cả, chả nhìn thấy đâu á. Vâng, đầy măng. Có nặng, có măng. Một ngày hái một tạ anh Quang ơi. Một ngày một người hái một tạ. Vâng, vẫn lên mà, cây nào có trá cây nào không đi. Hôm nào có một xong cái trận mưa này nó lại còn lên nữa. Nếu mà rồng loại này mà rồng ở cái đất nhà anh nhờ, húp húp hủm hủm á. Ôi, tóm lại là đất nhà anh Quang cái chỗ xấu nhất cũng hơn cái đất của em. Chả có chỗ nào cao như này cả. Cây nào có măng, trá cây nào không. Khi em đang nhân giống cái gì anh Quang? Vâng. Đây như cây này chiều nay em lại. Đây này anh ơi, đây này. Này tí nữa em đi em bó đây này. Đấy. Những thằng này nó cũng thế cho mà em mới bó chứ. Dễ hết đây gì? Không phải gì đâu anh. Càng non thế này thì nó mới lại phát triển. Nó mới lại nhanh phát triển chứ, càng những cành già trên kia thì nó lại không phát triển đâu. Ngót thì ngót, quan trọng là nó sống. Cục này thì bỏ vào dễ vậy. Cái đấy chưa? Không bỏ thứ rồi nó cắt ngầm này cái này xong bắt đầu lúc bẻ ra. Vâng. Giờ măng anh vẫn đang nhìn nó đang lên chưa? Cái này tháng 12 vẫn ra măng bình thường chứ không như bát độ của anh đâu. Bát độ cái này có một mùa thôi. Đây khóm này hai cái măng kia nhú nhú kìa. Mà em vừa mới cắt cỏ ngọt đấy, không phải anh nhìn kia nó tốt như thế kia kìa. Xong lại đẩy phân trâu lên. kiểu của em Dung nó là như thế. Cái ruộng mà năm ngoái các anh gánh lúa cho em á, bây giờ em trồng rồi. Úi giời, nhớ trồng ô đấy thì. Em trồng rồi. Ô đấy mới là mỹ mãn này. Vâng. Nhưng cũng phải tính lối thoát nước cho em nào. À có ạ. Bên kia ông Đương ông ấy khơi mương vẫn thoát được nước, còn bên này em làm cái cống to đại. Thoát nước mà. Hãy
Cứ mỗi ngày em chả cần nhiều, em chỉ cần ra vườn em nhặt lên khoảng răm 600 nghìn thôi. Đơn giản anh Quang ạ. Hôm nọ em lên em hái 1 tiếng mà em được 180 nghìn. Anh thì mỗi ngày anh nhặt vài 300 cũng được nhưng mà nó vất. Mẹ đeo nó nặng mà nó dạ. Có sức nay mai làm gì có sức nữa. Dạ. Đấy. Phải tính nay mai cái độ. Nhưng anh không cần nhiều, anh trồng cho em khoảng độ 2-3 chục búi này thôi. Thế xong rồi sang năm sau là anh nhân ra. Đấy, đang tính là một đấy. Búi không nhân. Xong anh nhân ra, anh cứ nhân hết cái vườn của anh thì em nói anh chị không phải đi đâu ra khỏi cái vườn đấy. Cái món này nó cắt được để cho anh cuộc khó. Vâng. À, khoảng độ tuần nữa là có đấy ạ. Vâng. Ở đấy như của em đây thì anh thấy không, em nhân nếu như mà để nói cái vườn này em nhân ra được tầm gần 300 gốc rồi đấy. Được 300 gốc rồi đấy. Em thì em có vốn em bỏ ra một lúc được nhưng mà thôi, em bây giờ em lại gỡ lại. Vâng. Em thu rồi rồi. Như cái vườn này bây giờ em thu năm nay là em thu được chục hơn chục rồi đấy. Là vừa thu lá mà hai bây giờ mình nhân giống. Nhân giống, cành giống, chủ yếu là cành giống. Vâng. Còn lá thì được ít hơn. Anh bảo như cái cây đằng kia nha, một cây em chiết được 12 cành. 12 cành mà nhân với giá 80. Nào nó ra bao nhiêu? Những cái búi này là em hái lá rồi. Mấy búi dưới này em hái hết rồi. Vâng. Mà mấy hôm nọ nó nắng á. Không thối ạ. Không thối, không thối. Vẫn lên bình thường. Mà lá nó vẫn xanh cả quanh năm. Lên cũng bẻ xù ra. Thế hôm nay sẽ còn nhiều lá. Chắc cũng cần phải gọt. Bẻ thế nào ạ? Nhưng mà nó bỏ mẹ cái nó lên đâu. Nó có nhánh đấy chứ nó cũng thẳng tuột. Nó có thẳng đâu. Nó lên từ dưới mặt đất gì anh? Không phải bẻ, cái cây anh nói bẻ là nó ví dụ như cây diễn trứng và cây bắt độ thì anh mới phải chặt ngọn hoặc là bẻ gù xuống. Còn cây này anh nhìn em nó cứ vừa lên đâu có mắt đấy mà nó cứ chách chách lướt lướt thế xong bắt đầu nhiều lá là tự rủ xuống à. Nhưng mà anh ơi, mai vàng mà ở chỗ ẩm. Chỗ ẩm mới lại cái năm thứ hai càng cây to lá lại càng to. Riêng năm thứ hai thì mai thái. Mỗi thằng tí xem thằng nào có nhu cầu thì mình đi sâu vào. Đây thì anh nhìn này. Cái này em dặm sau được khoảng 3 tháng bao nhiêu. Đây măng vẫn đang tua tủa đâm lên. Thăm dò thằng nào nói. Này đất của em nó quá cao, quá cằn cỗi. Quá cằn cỗi. Đấy, đất mà có độ ẩm hai bên có nước hết. Riêng đất nhà anh mà trồng cái loại này thì khỏi phải nghĩ đi. Kia hai cây măng cái gì anh vẫn đang lên bình thường thôi. Cái này thì nó mới tung ra nhưng bình thường trước thì có đâu. Dạ. Thời thế thời nó mới bắt đầu nó phát triển ra vài ba năm nay thì. Ai đi trước thì hai cây măng vẫn tua tủa lên. Đây là mai vàng ấy. Từ khi trồng nó thu hoạch nhanh là nó nhanh. Nhanh, tốc độ nhanh. Để mà nói thì đây ví dụ như cây này anh bảo 3 tháng mà trên đỉnh đồi nhá, nếu 3 tháng mà nằm ở dưới vùng ẩm em nói anh một gấp đôi thế này rồi. Khách hàng của em bảo là 6 tháng hãng thu anh ơi, anh phải nuôi cây, bảo không 3 tháng anh đã thu rồi. Chột thì chột nhưng mà kiểu người ta hái nguyên lá thôi. Đấy, 6 tháng là người ta chiết cành giống rồi. Vâng. Cái bương của anh thế, nếu mà anh chăm sóc được là cứ 3 tháng 4 tháng là anh